xác minh vụ nhiều sinh viên bị móc túi điện thoại trong lễ tốt nghiệp. Các sinh viên cho hay do lễ tốt nghiệp đông người nên không hay biết bị móc túi lúc nào. Ngày 24 tháng 7, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 25, quận Bình Thạnh cho biết đã tiếp nhận báo cáo của công an phường về thông tin một số bạn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh trên đường Võ Oanh bị móc điện thoại trong lễ tốt nghiệp. Hiện phường đã nhận được báo cáo vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin sớm, vị này cho biết. Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào sáng ngày 23 tháng 7, có rất đông sinh viên bị móc điện thoại trong sự kiện này. Trao đổi với phóng viên, chị CNQN, nạn nhân, cho hay sáng ngày 23 tháng 7, có đến trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh dự lễ tốt nghiệp của em trai và bị móc túi, mất chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá 28 triệu đồng. Khi vừa vào trường, tôi nghe cảm giác đã bị đụng chạm từ sau lưng. Quay lại nhìn thì thấy một phụ nữ ôm hoa nhưng tôi chưa biết bị móc túi. Sau đó, tôi đến chỗ người nhà và nói chuyện thì người thân phát hiện ba lô đã bị mở. Lúc này tôi mới phát hiện mất điện thoại, chị N kể lại. Tương tự, anh DHQ, nạn nhân, cũng dự lễ tốt nghiệp tại trường và bị mất một điện thoại iPhone 11 Pro trị giá 12 triệu đồng. Lúc đó, bạn tôi cầm điện thoại dùng để chụp ảnh, sau đó bỏ vào túi áo khoác. Khoảng 9 giờ 30 là thì thấy điện thoại nữa. Theo như hình ảnh từ camera, có ít nhất 3 người gồm 2 nữ 1 nam áp sát bạn tôi trước khi chiếc điện thoại biến mất, anh này kể lại. Theo camera, người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc quần áo màu trắng, đeo khẩu trang, tay ôm một bó hoa màu tím thường xuyên đi cùng hai phụ nữ. Nhóm người này thường xuyên áp sát các sinh viên và người nhà lúc chụp ảnh. Vài giây sau họ lại rời đi. Tối ngày 24 tháng 7, một vị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh cho biết hiện tại công an phường 25 đã ghi nhận có 2 sinh viên báo mất điện thoại. Trong lễ tốt nghiệp tại trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 23 tháng 7,